Tiếp nối diễn biến tập trước, nguyên thần của Thạch Hạo đã đột phá, từ đó dẫn đến một cơn sóng thần. Uy lực sóng thần quá mạnh mẽ, Thạch Hạo bị đánh cho suýt bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê man, cậu lại nghĩ về tổ phụ. Ông ấy đã từng liều mạng vì cậu, ngoài kia vẫn còn có nhiều người đang đợi mình, cho nên cố gắng vùng vẫy thoát ra. Một chiến sĩ cưỡi ngựa cầm thương lao đến, cậu biết đây chính là khảo nghiệm, đánh bại tên chiến sĩ này liền thoát ra được. Thạch Hạo dùng một thương diệt sát đối thủ, thành công thoát ra bên ngoài. Lần này tu luyện, thực lực đạt tới tôn giả cảnh đại viên mãn. Một cái tiền trì xuất hiện, đồ tốt hiện ra trước mắt, Thạch Hạo tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Thế là cậu sử dụng cái đỉnh thu nước tiền trì vào bên trong. Đà thần Thạch nghe ngóng được tin tức của Hỏa Linh Nhi, Thạch Hạo nghe vậy mừng rỡ, hắn ta thấy thế liền khoe khoang. Trên đời này không có gì là hắn không thám thính được. Trong một khu vườn nào đó ở Hỏa Quốc Thượng Giới có rất nhiều người đang làm việc, Hỏa Linh Nhi chính là đang ở đây. Thạch Hạo nhanh chóng đi tới tìm nàng ta, nhìn những người dân cặm cụi làm việc, Thạch Hạo cũng cảm thán, tiến vào tiền cổ chưa rõ sống chết. Cũng không biết bao nhiêu năm sau mới có thể quay về, cậu chỉ hy vọng có thể gặp Hỏa Linh Nhi một lần. Cậu không muốn lại chứng kiến cảnh tượng nhiều năm về sau, chỉ còn lại tràng diện cảnh còn người mất. Sau nhiều thời gian vắng mặt thì Hỏa Linh Nhi lần nữa cũng được xuất hiện, dáng vẻ đã trưởng thành, cực kỳ xinh đẹp. Thạch Hạo nhanh chóng phát hiện ra nàng ta, nhưng cậu lại chần chừ không dám tiến lại bắt chuyện. Đường đường là công chúa Hỏa Quốc, vậy mà bây giờ lại làm thôn nữ hái sâu ở đây, Thạch Hạo chậm rãi đi theo Hỏa Linh Nhi. Nàng ta đi tới bờ sông giặt quần áo, sau khi ngẩng đầu lên thì bất ngờ nhìn thấy cậu đang đứng đối diện. Thoáng chốc bất ngờ, Hỏa Linh Nhi cũng nhận ra người thanh niên đang ở phía đối diện. Tuy diện mạo có khác, nhưng mà khí chất cùng cặp mắt đó lại không khác đi đâu được. Sau khi nghe cậu thừa nhận, nàng ta liền xúc động, Thạch Hạo chủ động bay tới ôm chầm lấy Hỏa Linh Nhi. Biết tiểu tử này còn sống, nàng ta vui mừng đến rơi nước mắt. Hai người nhìn nhau đắm đuối, đang lúc thân mật thì tiểu lang thần đột nhiên xuất hiện quấn quýt lấy Thạch Hạo. Tiểu lang thần chính là con rơi nhỏ ngày đó Thạch Hạo đã giao cho Hỏa Linh Nhi. Bây giờ thì dáng vẻ của nó đã to lớn. Hỏa Linh Nhi cho biết, sau khi nghe tin cậu bỏ mạng, nàng hoàn toàn không tin, nhưng lại không thể chấp nhận được, chỉ cầu mong rằng cậu còn sống trở về. Thạch Hạo đem mọi chuyện mình trải qua ở thượng giới kể lại. Hỏa Linh Nhi rất bất ngờ khi biết cậu chính là Hoàng và cũng là người đã gây ra tội huyết náo động thời gian gần đây. Đúng vào lúc này, nhiều tiếng chuông đã vang lên, tiếng chuông này báo hiệu đại chiến thiên tài 3.000 châu đã bắt đầu. Thạch Hạo vội đứng dậy, Hỏa Linh Nhi lo lắng, nàng không muốn Thạch Hạo dấn thân vào nguy hiểm. Thạch Hạo trấn an nàng không cần lo lắng, chỉ cần ở đây đợi cậu trở lại mà thôi. Bất luận là truyền nhân tiền điện, lục quan vương cổ đại hay còn có người nào khác lợi hại hơn, chỉ cần dám đối đầu với mình, Thạch Hạo đều tự tin sẽ trấn áp toàn bộ. Hỏa Linh Nhi biết không ngăn cản được cậu nên cũng chỉ biết nhắc nhở cậu cẩn thận. Tranh bá hay tạo hóa đều không quan trọng bằng sống sót. Nàng chỉ cần cậu bình an mà thôi. Xa nhau vài chục năm nhưng gặp nhau ngắn ngủi trong chốc lát rồi lại phải rời xa. Tiến vào tiền cổ di địa dự thi, ngắn thì vài năm, dài có thể hơn cả ngàn năm. Hỏa Linh Nhi mới trồng một gốc cây, đợi tới khi cậu trở lại thì chắc là cây này đã trưởng thành, cành lá mọc sum suê rồi. Cậu sẽ bước đi lên đỉnh huy hoàng nhất kỷ nguyên này. Cậu còn phải đuổi kịp bước chân của Liễu Thần, tìm được sự siêu thoát thực sự. Sau khi trở lại, cậu hứa sẽ đưa Hỏa Linh Nhi đi ngắm nhìn hết rực rỡ của thế gian. Năm tháng đổi đời, thế gian rực rỡ, nhưng rất nhiều thứ rồi sẽ trở thành hư ảo, nàng chỉ cần cậu trở về. Thạch Hạo khẳng định chắc như đinh đóng cột là sẽ trở lại. Sau lời chúc Hỏa Linh Nhi ở lại bảo trọng, Thạch Hạo cũng rời đi. Tập phim đến đây cũng khép lại, hẹn gặp lại các bạn trong diễn biến các tập tiếp theo nhé!